cô gái cần phải làm gì đó để trở nên xinh đẹp. Mỗi cô gái đều như một nhà khoa học điên rồ, trộn các serum và kem dưỡng da lại với nhau. Hãy theo dõi để biết những mẹo làm đẹp hữu ích tại trường đại học nha! Xin chào mọi người! Thật xinh đẹp! Mình nên chụp nó. Vicky, nhìn này! Oops! Một bộ rimep sao? Đó là mình! Mình đang làm gì với chúng? Đừng lo! Hãy thử keo dính! Bạn nghĩ sẽ có ích? Chắc chắn! Thử đi! Và sau đó thì sao? Áo! Mình nghĩ nó có tác dụng. Nó chắc chắn có tác dụng. Cảm ơn bạn. Yeah, mình rất vui được giúp. Trong suốt các buổi tập, các cô gái muốn luôn xinh đẹp. Thế là đủ rồi. Có ai đang nhìn không? Mình biết cách này. Mình sẽ làm một tấm đồ búi tóc từ chiếc tất. Voila! Bây giờ xinh đẹp và thoải mái cùng một lúc. Cô ấy lại trễ nữa. Chào Susan. Xin lỗi Ryan, em ở chỗ làm. Dạ. Mình không muốn hôn cô ấy. Mình không hiểu. Chuyện gì thế? Ôi trời. Em sẽ trở lại trong ít phút. Được rồi. Yêu, trông mình như mới đi bơi vậy. Phải rồi, mình có chất khử muội. Buổi hẹn được cứu rồi. Em đã trở lại. Tuyệt. Ồ, hoàn hảo. Thật là một nơi tuyệt vời. Phải, em nói đúng. Tóc mình không để mình viết. Bình tĩnh, Vicky, mình sẽ giúp bạn. Bạn có thể dùng thước gập thay cho đồ buộc tóc. Hoàn thành. Thật tuyệt. Cảm ơn bạn, Emily. Xin chào. Chào, mình đói quá. Sao môi của mình ổn chứ? Mình cũng muốn có đôi môi sáng và mềm. Làm sao để có thể làm chúng giống của bạn? Mình có nên ăn ớt không? Không đời nào. Chỉ bôi thôi. Được rồi, làm đi. Cảm ơn. Giữ nó đi. Bây giờ hãy nhìn. Wow. Phải, mình thật nóng. Oh, nó thật rất nóng. Đau quá. Karen, làm ơn giúp mình, phần này có quan trọng không? Ôi trời, móng tay bạn sao thế? Có phải đã đến lúc làm móng rồi không? Thật xấu hổ. Mình cần nghĩ ra vài thứ. Viết xóa, tuyệt vời. Màu trắng. Mình thậm chí còn được sơn màu trắng. Chà, vậy đấy. Vấn đề đã được giải quyết. Mùi gì thế nhỉ? Cho mình xem móng tay của bạn nào. Hoàn hảo. Cô ấy thật khỏe khoắn. Làm thế nào để có một body giống cô ấy? Mình sẽ làm động tác squat. Hiểu rồi. Đó là cách làm đúng. Đợi đã, mình có ý này. Bây giờ xem ai ngầu hơn nào. Wow, làm sao cô ấy có thể có được điều đó? Không công bằng. Xin chào Susan. Chào Jess. Ôi không, mình làm rách quần tất.
tội cô gái. Đợi đã, mình có bút highlighter. Cảm ơn cô gái, bây giờ nó không gây chú ý nữa rồi. Giữ nó nhé, phòng trường hợp, cảm ơn nhé. Vicky, có chuyện gì? Tại sao bạn khóc? Nó là gì? Mình đã ăn quá nhiều đồ ngọt. Hãy nhìn mặt mình xem. Wow, dạ, chúng mình sẽ nghĩ ra cách. Mình có ý này. Chúng mình sẽ giấu mọi thứ. Hoàn thành. Nhìn xem. Wow, ngầu. Bây giờ ra ngoài nào. Chào Jess. Chào Jacob. Hôm nay bạn trông thật hấp dẫn. Ồ, dây vai của mình, cảm ơn nhé. Nên mình đến đây xem bạn đang làm gì. Mình ổn. Bút gì rơi rồi, mình cần nhặt nó lên. Kẹp tâm, mình có ý này. Bây giờ mình cảm thấy thật thoải mái. Nó đây rồi. Bạn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới sao? Phải, mình đang cố. Đôi khi trang điểm đơn giản trông như ảo thuật thật sự. Mình thậm chí không có thời gian trang điểm. Tốt hơn rồi. Bạn chỉ không muốn thôi. Có phải cô ấy giấu một thợ trang điểm ở đây? Mình chắc rằng nó là chiếc tủ khóa. Việc học thật chán. Mình tốt hơn nên trang điểm cho đôi môi. Dạ, mình cũng muốn có đôi môi xinh đẹp. Mình có ý này. Keo dính làm lớp lên. Bây giờ lấp lánh. Lớp trang điểm này thế nào? Wow, nó thậm chí đẹp hơn mình. Wow, chúng mình có bữa tiệc. Yeah. Dừng trang điểm thì sao? Mình biết nên làm gì. Bút chì màu sẽ thay thế cho mỹ phẩm. Bắt đầu nào. Làm thôi nào. Mình sẽ dùng màu đỏ thay cho son môi. Và mình sẽ cần màu sáng kẻ mắt. Và những mẹo làm đẹp nào bạn thích? Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng mình bên dưới bình luận nhé. Nó thật sự có tác dụng. Chúng mình sẽ là các cô gái xinh đẹp nhất ở đấy. Mình sẽ không bỏ lỡ những cảm hứng. Hôm nay mình ở trong vườn. Những bông hoa trông thật tuyệt. Có chuyện gì ở đây? Ôi không, không phải thế. Mình có thể vẽ một hình xăm. Nó sẽ là một kiệt tác. Emily, nhìn này, trông giống thật. Ngầu. Mình muốn. Vẽ nó cho mình đi mà. Được rồi, đưa tay đây, mình sẽ thử. Chúng ta phải học trong bao lâu? Tốt hơn mình nên trang điểm lại đôi môi. Có chuyện gì với lớp da của mình? Chúng thật khô. Mình nên làm gì đây? Mình cần loại bỏ hết. Bạn đang làm gì thế? Chỉ cần bôi chúng với kem dưỡng. Bạn thấy đây, mọi thứ đều ổn. Wow, tốt hơn nhiều rồi phải không? Thật vậy, chúng thật khô ráo. Cô gái tội nghiệp. Mỗi cô gái đều phải đối mặt với tình huống giống nhau. Đến lúc chuẩn bị đến lớp rồi. Ôi không, thật là một cái muộn kinh khủng. Đau quá. Nhanh lên, mình cần làm gì đó. Mình có gì ở đây nào? Không thể nào. Ôi tuyệt, chiếc kính. Không, bộ điều khiển. Mình vừa nghĩ ra một ý này. Bộ
một chiếc băng đồ cá tính sẽ cứu mình trong trường hợp này. Điểm C sao? Ôi không, mình cũng được điểm không tốt. Mà mình được điểm A. Sao cô ấy luôn làm được như thế? Bạn chỉ cần khiêm tốn hơn ít nhất trong các lớp học. Và bây giờ mình có thể sẵn sàng cho các bữa tiệc. Tốt hơn rồi. Bạn có thích video của chúng mình không? Hãy cho một like, đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào chuông nhé. Hẹn gặp lại!